Kính thưa quý vị, và để tiếp nối cho chương trình tối nay với chủ đề Diva, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe vào ca khúc tiếp theo, ca khúc mang tên Rất Lâu Rồi Mới Khóc. Anh tôi từ lâu đã hết ngàn lời.
trời. Và xứng đáng gọi là diva quý vị. Dạ, cái bà mà cuốn cái đầu mà bạc bạc hồi nãy đi bán vé đó nghe tán chưa? Đâu rồi? Trời ơi. Trời. Em cảm ơn chị My ạ. Và kính thưa quý vị, và đó là bài hát đầu tiên. Ủa? Dạ. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin Lan xin gửi cho quý vị bài hát tiếp theo. Xin mời. Một bài hát nữa được không ạ? Được. Nếu mà một bài hát nữa là phải vỗ tay lớn được không ạ? Kính thưa quý vị, và bài hát tiếp theo sẽ là một bài hát rất là mới của một nhạc sĩ cũng chắc là dễ thương và đáng yêu. Thì anh đã cho phép em cover lại ca khúc này và chắc là sẽ phát hành trong đêm mai thôi. Ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang tên Kiếm Hoa Tàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Nhưng mà bây giờ vỗ tay là em vui rồi. Và bài hát này cũng sẽ có mặt trên kênh YouTube của Sơn Tâm trong 1-2 ngày tới. Tôi mong là quý vị sẽ ủng hộ cho ca khúc này, một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Tuấn. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những vòng loại Lotto của Đăng Lotto Sài Gòn Tâm Thời. Và ngay bây giờ xin mời quý vị để cùng trên tay hướng Thank you.
xin dừng xe. Yeah. Đây, 27 là đọc giải nha cả nhà, mình qua hành xem là gì á để mình tránh trường hợp đi lộn, cứ sợ sự là giấy giờ lại luôn ạ. À.